Anh trai, chào em. Anh trai có thể giới thiệu anh tên gì? Em tên Trần Quang Khánh. Anh Khánh. Dạ. Anh Khánh là quê ở đâu đây? Em quê Cà Mau. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây anh? Dạ, tại vì em tìm nhờ bên đội hiệp sĩ là tìm vợ em. Vợ em đi từ hai hôm nay, đi hôm sáng thứ hai ngày 4 tháng 11 tới nay vẫn chưa thấy về. Tìm vợ đúng không ạ? Dạ. Hôm nay anh về đây cùng với ai đây? Dạ đi với anh trai của vợ. Anh vợ. Dạ. Anh Khánh là năm nay nhiêu tuổi rồi anh Khánh? Dạ 38, anh em sinh năm 1986. Dạ. Còn vợ của anh? Vợ là 1999. 1999 Dạ. là năm nay mới 25 tuổi. Dạ. Vợ trẻ ha. Dạ. U anh 38 lấy vợ ở 25 tuổi trẻ đấy. Dạ. Anh giỏi vậy. Dạ. Trời đất ơi. Anh và vợ là cưới nhau lâu chưa? Em đăng ký cưới với đăng ký kết hôn năm 2018. Vậy là mới đây hả? Dạ. Mới cưới đây. Dạ. Mới được 6 năm. Dạ. Hai vợ chồng mình trước kia là gặp nhau trong cơ duyên nào đấy? Là làm trong công ty rồi mình quen nhau rồi đến kết hôn ấy. Mình tìm hiểu lâu không thì mình cưới. Cũng lâu anh, khoảng 2 năm. 2 năm. Thời điểm đó mình làm đám cưới lớn không anh? Cũng vừa thôi, cũng bạn bè đồ mình cũng vài chục người vậy đó. Dạ, vậy là oách rồi ha. Dạ. Vậy là ngon rồi, tuyệt vời rồi. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đang xem video này được biết rằng là lý do gì vợ anh bỏ nhà đi. Tại vì là vợ em hôm sáng thứ hai là vợ em nó đi mua thuốc uống, là vợ em bị đau đầu, với lại nó đi mua thuốc uống với đi khám cái gì đó thì cũng khám ở khu vực gần đó thôi, Dạ. nhưng mà đi đến nay thì chưa thấy về, thì ở nhà gia đình cũng có đi tìm kiếm nhưng mà chưa gặp. Hiện tại thì gia đình nhà mình đang ở khu vực nào? Em ở khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, huyện thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dạ. Gia đình nhà mình ở đấy gồm đông thành viên không anh? Vậy có 5 người với hai trẻ. Anh ở với ai, những ai? Em có bố vợ, mẹ vợ với anh vợ, em và vợ và có hai đứa con của em. Vậy là mình ở bên vợ đúng không ạ? Dạ. Anh là được 2 con này hả? Dạ. 2 con của anh lớn chưa? Đứa lớn tới tháng 3 là được 6 tuổi, còn đứa nhỏ là tháng mùng 1 vừa rồi là được 2 tuổi, tròn 2 tuổi. Ồ, vậy là bé sau còn nhỏ. Dạ. Anh Khánh hiện tại là anh đang làm công việc gì? Hiện tại thì bây giờ em về quê mới lên, em mới xin việc, nộp hồ sơ xin việc định chuẩn bị đi làm anh. Ôi trời ơi. Sao kỳ vậy? Tại vì em nghỉ, em là trước làm đây rồi em nghỉ, rồi em về quê mới lên lại. Mình nghỉ việc lâu chưa? Cũng lâu rồi. Còn vợ anh làm cái gì? Vợ em thì ở nhà nội trợ với lại trông bé. Ôi trời đất ơi, anh thì chưa có việc làm mà vợ nhà nội trợ. Dạ. Vậy là kinh tế đâu để vợ chồng sinh sống cũng như là nuôi con? Dạ thì cũng như là lúc trước làm cũng có dư giả một ít anh, rồi trong thời gian vừa rồi là em cũng có thất nghiệp 2-3 tháng, rồi về quê đám giỗ cha, rồi mới lên lại hôm hôm thứ bảy tuần vừa rồi. Cái thời gian gần đây vợ chồng anh có được hạnh phúc không? Dạ có. Trong gia đình nhà mình có chuyện gì không? Dạ không anh. Tất cả mọi thành viên trong gia đình nhà mình có một cái gì đó làm mất lòng nhau không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mọi thứ đều bình thường. Dạ. Vợ anh trong cái thời gian gần đây có buồn phiền về cái chuyện kinh tế gia đình hoặc là cái chuyện gì khác không? Dạ không. Anh cảm nhận được vợ anh có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ không. Không hả? Anh Khánh là kết hôn với vợ là 6 năm, trong quá trình 6 năm cho tới thời điểm hiện tại là mình có bao giờ mình đánh vợ lần nào chưa? Không anh, có một lần có cự cãi một tí thôi, rồi 2-3 ngày sau là mình cũng là thuận lại, chứ không có, trước giờ chưa có đánh vợ. Mình có làm cho vợ buồn phiền chuyện gì không? Không. Anh có nhậu nhẹt không? Có nhậu thì cũng có, đôi khi làm công ty thì chiều thứ bảy với chủ nhật đó. Nhậu là mỗi lần đi nhậu là mình có xin phép vợ không? Có, nhưng mà thường một khi hay nhậu là thường khi mình nhậu ở nhà, nhậu với một hai bạn bè ở nhà. Nhậu tại nhà đúng không ạ? Vậy là trong thời gian gần đây là gia đình nhà mình không có cái chuyện gì xảy ra. Không. Vợ anh đi là mang theo, đi hôm đấy là đi lấy thuốc đúng không ạ? Dạ. Là có mang theo thứ gì đi không? Có xe cộ, giấy tờ tùy thân không? Không, đi bộ anh, hình như là cái căn cước thì nó đi khám bệnh chắc có mang theo căn cước, tại không gặp anh tìm ở nhà thì không thấy, chắc là có mang theo căn cước thôi. Vợ anh ở nhà là có xài điện thoại nhiều Có. không? Có chơi các nền tảng xã hội không? Chơi các trang mạng xã hội không? Có nghĩa là em thấy những cái cơ bản là như Facebook với Zalo, với lướt TikTok rồi xem những cái đó, với lại hai con ở nhà. Vợ anh có chơi, có đăng tải lên đấy không?
đăng tải hình ảnh hoặc là quay video gì không? Cũng có. Có bao giờ anh nghe được vợ anh gọi điện nhắn tin cho ai đó trên mạng xã hội không? Chưa. Chưa đúng không? Điện thoại của vợ anh sờ vào được không? Kiểm tra được không? Được. Được đúng không ạ? Vậy là mọi thứ rất bình thường mà. Dạ. Hai vợ chồng mình có thường xuyên tâm sự với nhau Có anh, cũng nói chuyện rồi, tại vì cũng sống hàng ngày đó thì cũng ở nhà nói chuyện nha hoài. rồi? Em xin phép được chuyện trò với anh vợ của anh một Dạ. xíu, em thử Dạ. quay lại nói chuyện với anh nhé. Chào em giới thiệu em tên gì? Chào Minh Thái. Trần Minh Thái. Thái năm nay là 26 tuổi hả? Dạ. Em theo như em á, lần này em của em đi á, em đang nghi ngờ vì lý do gì? Dạ, em cũng không rành anh, tại vì bữa đó là em làm nửa buổi, em về về nghe mẹ kể lại là đi mua thuốc thì nhức đầu, bây giờ nó mua thuốc uống. Rồi em thấy vậy em cũng ở nhà tới chiều thì không thấy nó về. Em là sống chung nhà luôn đúng Dạ, không? đúng chung nhà Em thấy luôn. bình thường là hai vợ chồng của em á là có hạnh phúc không? Dạ có anh, hai chồng cứ giỡn này thì giỡn nhau qua lại hoài. Có bao giờ cãi lộn hay gây gổ cái gì không? Thôi. Vậy là trong thời gian gần đây gia đình nhà em rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Em đang lo sợ điều gì về em gái của em đây? Em giờ đi thợ đi rồi, thợ đâu bắt. Bắt hả? Em đang nghi ngờ điều gì? Đi giờ đi ngân đội bộ đi ngân rồi thằng tờ người ta bắt cóc rồi. Không, cái đó thì không có đâu. Ai phải bắt? Với lại em chỉ giờ nghi nghi kia đó. Em của em có bệnh tình gì trong người không? Dạ không. Tất cả mọi thứ bình thường. Dạ. Bắt sao được mà bắt em? Cái này gia đình nhà mình có nghĩ rằng là thứ nhất là em gái của em cũng như là vợ của anh có thể chơi các trang mạng xã hội rồi bị bạn bè lôi kéo rủ rê đi không? Gia đình nhà mình có nghĩ điều đó không? Dạ cũng chưa nghĩ tới điều đó. Chưa nghĩ tới đúng không? Dạ, tại vì ở nhà thì ít lắm, ít bóng, chỉ giờ chăm con. Chăm con mà đứa con ngủ lâu lâu, đứa phải hút một xíu rồi nó ngủ rồi. Chứ em gái của em đâu phải là còn nhỏ, đâu phải lên 5, lên 3, 13, 14 rồi đâu. Mà bắt cóc, làm gì có chuyện bắt cóc. Em gái của em đang là một người rất bình thường, tỉnh táo. Mà đi như vậy, không bao giờ có cái chuyện mà thứ nhất là đi lạc, không bao giờ có chuyện mà bắt cóc hay như thế nào đó. Anh sợ rằng có thể là chơi các trang mạng xã hội mà giấu gia đình nhà mình cũng như giấu chồng, không cho chồng, không cho gia đình biết là quen những mối quan hệ trên mạng xã hội rồi bị người ta dụ dỗ hoặc như thế nào đó. Gia đình nhà mình có nghĩ tới điều đó chưa? Cái đó thì chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới đúng không? Dụ dỗ ở đây không phải là dụ dỗ, có nhiều cái chiều hướng để dụ dỗ, không nhất thiết là phải dụ dỗ theo cái kiểu là tình cảm trai gái. Mà dụ dỗ ở đây là gì? Dụ dỗ ở đây có nhiều cái hình thức, chẳng hạn như dụ dỗ việc làm, dụ dỗ về vấn đề nào đó chẳng hạn vậy. Rất sợ, thật sự rất sợ điều đó. Thì hôm qua giờ cũng có liên lạc bằng qua tin nhắn Zalo, là thấy những cái tin nhắn mà cái hiện tượng nó lạ. Có nhắn lại cho mình không? Có Nhắn lại cho anh sao? kiểu như những cái dòng tin nhắn mà nhắn kiểu như giống như là không còn nhớ cái gì rồi, em là chồng mà không biết, rồi không biết mình đang có con, rồi không biết mình đang ở đâu. Nhưng Rồi mà cái dạ. cái ký tự tin nhắn đó là cái kiểu cách nhắn tin, nó có đúng là vợ của anh hay nhắn không? Dạ, cũng đúng, nhưng mà kiểu như là cái giống như là đang trong cái tình trạng mà kém trí nhớ, không còn nhớ gì. Đi bộ hả? Nếu có sự cố gì trên đường đi thì vợ có mang giấy tờ tùy thân đi không anh? Chắc có mang căn cước anh, tại vợ nó đi là đi Nếu mà cấp mang giấy em. tờ tùy thân đi thì mọi người là phải thông báo cho gia đình chứ, có cầm điện thoại đi nữa đúng không ạ? Dạ. Vậy là gặp sự cố mà về tai nạn thì không có rồi, Tại vì chắc chắn là không tại có. vì là cầm điện thoại với cái căn cước với trong mình chỉ có mấy chục ngàn, 100 ngàn thôi. Nếu mà như anh nói mà anh Dạ. đang nghĩ cái chiều hướng mà ra không may gặp tai nạn hoặc gặp cái sự cố gì ảnh hưởng tới sức khỏe, không có đâu. Dạ. Nếu mà gặp những cái sự cố đó thì thứ nhất là sẽ có bà con cô bác xung quanh, người ta sẽ gọi điện trực tiếp về cho gia đình nhá, ta liên hệ về cho gia đình nhà mình rồi, cái này là có vấn đề rồi. Bây giờ anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với vợ của anh, hy vọng vợ của anh xem được video này sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì vợ ơi, Yến ơi, hôm nay em có xem được cái video này á, hay hoặc là về với anh với hai con đang chờ em ở nhà.
hai con đang nhớ em ở nhà. Em có, nếu mà em đã có đi rồi, em có phạm phải cái lỗi lầm gì thì về đây cha con anh tha thứ hết cho em, rồi về đây cuộc sống vợ chồng mình làm lại từ, bắt đầu lại từ đầu. Về đây là anh với con là tha thứ hết cho em. Em có nghe được những lời anh nói thì em mới mau quay về. Anh và vợ là chênh lệch 13 tuổi. Dạ. Vợ anh rất trẻ và rất xinh. Dạ. Nước da như vậy là chụp áp hay là bình thường ở ngoài, có giống trong hình không? Cũng giống, nhưng mà cái này cũng có hơi áp tí hay sao anh, tại vợ em không có dùng son môi, ít dùng son môi lắm. Nhưng mà nước da có trắng như vậy không? Dạ cũng có. Rất trắng, rất xinh, khuôn mặt rất dễ thương. Dạ. Và chơi mạng xã hội đó thì anh hiểu rồi. Dạ. Đúng ạ, em nói ít nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ hiểu rất nhiều. Dạ. Anh thường thường là mình về mình nói chuyện với vợ có được ngọt ngào quan tâm vợ không? Cũng có, anh nhiều khi đi làm về thì cũng chơi nói chuyện với vợ rồi đùa giỡn với hai con rồi giỡn chung vậy đó. Vợ anh thời gian gần đây anh không thấy cái biểu hiện gì bất thường hả? Không, thấy bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Có chừng dịn lên không? Không. Có quần này áo kia không? Không có. Không có à? Kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? Gia đình nhà mình á? Dạ thì cũng hai vợ chồng, có nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì mình về mình để đó, rồi vợ cho xài cái gì mình xài, rồi đi làm thì mình cũng mang thêm một ít gì đó. Cái tính tình của anh là như thế nào? Có vui vẻ hòa đồng không? Dạ có. Mình có gia trưởng không? Dạ cũng có. Ủa anh gia trưởng luôn hả? Dạ. Ủa trời đất ơi. Thì ở gia đình đó thì có hai vợ chồng thì em là gia trưởng. Không, gia trưởng anh phải hiểu từ gia trưởng là nó khác. Dạ. Trụ cột nó khác mà gia trưởng dạ. Nó khác. Anh đang hiểu sai rồi. Dạ. Ý gia trưởng là anh có khắt khe với vợ không? Mình có hẹp hòi nhỏ nhoi không? Dạ không. Hoặc cái tôi của mình có lên đầu không? Dạ, không có, cái đó là không có. Đó là anh đang hiểu sang dạ. Kiểu trụ cột đấy. Dạ. Rồi em trai em hãy nói một điều nào với em gái của em đi, để hy vọng em gái của em ở đâu đó xem được video này sớm quay trở về. Dạ. Nhưng mà ý có coi được cái video thì xin về gia đình với cha mẹ và con cái là cũng lo lắng với cha mẹ và cũng ngủ không được ăn uống. Có gì về đây mình nói chuyện với nhau rồi. Gia đình nhà mình đang nghĩ một cái chiều hướng nó rất bình thường. Nhưng mà câu chuyện này, cái chiều hướng của anh em ở đây suy nghĩ nó lại khác. Bởi vì anh em ở đây ghi nhận rất nhiều câu chuyện về chồng đi tìm vợ nhá. Nhưng mà anh em ở đây không khẳng định và không dám nói ra. Bởi vì đôi khi nói ra để làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của em gái này cũng như là giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với chồng, với con và với gia đình. Bởi vì hiện nay thì em gái bỏ đi trong khi là gia đình là tất cả mọi thứ rất bình thường. Đặc biệt rằng em gái đi là không có đem theo quần áo hay là tiền bạc gì đi, mà bỏ lại hai đứa con thơ cũng như là người chồng và cha mẹ già. Thì đến ngày hôm nay là được 2 ngày đúng không ạ? Gia đình cũng rất là lo lắng và đi tìm khắp nơi nhưng mà chưa có tin tức. Thì rất mong tất cả các cô chú anh chị xem cũng như là chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hình chính Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin của em gái này cũng như là giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Em gái, nếu em xem được video này, thấy chồng của em cũng như là anh của em về đây nhờ các anh, các chú đội hình chính Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng em đang ở đâu đó em hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, đặc biệt là về với hai đứa con thơ của em. Bây giờ em đi ra ngoài mà em đi không một cái tin tức, không một cái lý do thì làm cho tất cả mọi người xáo trộn, lo lắng. Ngày hôm nay là chồng của em cũng như là anh của em phải bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm em. Đặc biệt là cha mẹ ở nhà rất là lo lắng. Con thơ thì gọi mẹ nhớ mẹ. Bây giờ không biết mẹ nơi nào. Nên mà mong rằng em xem được video này dù trong cái hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng để mà quay về, để mà đoàn tụ với gia đình em nhé. Cái sự việc của anh cũng như là của em thì các anh ở đây đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay hai anh em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là anh thì tìm vợ, còn em thì tìm em gái. Hai anh em có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ cũng như là tìm em gái về cho anh cũng như cho em không? Dạ đồng ý ạ. Dạ con xin phép chào chú. Chào em trai. Dạ. Chú có thể giới thiệu chú tên gì? Chú tên là Hồ Văn Nhiệm. Dạ chú Nhiệm là quê ở đâu đây? Cà Mau. Dạ. Hôm nay chú về đây cùng với con trai Úc để nhờ anh em đội hiệp sĩ với Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây chú? Dạ đúng rồi, giờ đi kiếm con dâu với cháu nội về. Tìm con dâu với cháu nội.
Khổ chú ha. Con dâu của chú họ tên là gì? Tạ Cẩm Thơ. Dạ, con cháu nội? Đó là Hồ Thảo Vy. Dạ. Vậy là con dâu và cháu nội là hiện tại bây giờ là bỏ đi rồi. Dạ. Dạ. Còn đây là con trai của chú, là chồng của em nó đây đúng không ạ? Dạ đúng. Vậy thì con xin phép con được chuyện trò trực tiếp với lại con trai của chú nhé. Dạ. Rồi chào em. Dạ. Em giới thiệu em tên gì? Em Hồ Chí Bảo. Hồ Chí Bảo. Dạ. Bảo năm nay nhiêu tuổi rồi em? Em 29. 29 hả? Dạ. Vợ của em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23. Em có thể chia sẻ cho anh cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết rằng là lý do gì mà vợ em lại ẵm con em bỏ đi đây? Vợ em quen trên mạng xã hội á, rồi bỏ đi anh. Quen là quen ai, quen như thế nào? Quen trên TikTok với Facebook á. Quen bạn là bạn trai hay bạn gái? Dạ bạn trai. Trời đất ơi, quen lâu chưa em? Em bắt gặp cũng mấy lần rồi, em cũng tha thứ, cũng bao quận rồi. Rồi em tưởng đâu tha thứ rồi, cũng vợ chồng cũng vui vẻ. Rồi sau rồi em đi mặn, rồi bỏ đi mất tiêu luôn. Trời đất ơi, em nhắc lại vợ em họ tên là gì? Tạ Cẩm Thơ. Tạ Cẩm Thơ. Dạ. Yeah. Vợ em là quê quán ở đâu? Dạ, với xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn. Tỉnh nào em? Dạ, tỉnh Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Yeah. Trước kia em và vợ là gặp nhau trong cơ duyên nào? Dạ, quen, em đi mặn em quen. Đi làm quen hả? Dạ. Yeah. Mình tìm hiểu nhau lâu không rồi mình làm đám cưới? Dạ, mấy tháng à. Mấy tháng? Dạ. Yeah. Sao nhanh vậy? Mấy tháng mà đã cưới rồi hả? Dạ. Yeah. Mình trước kia là mình làm đám cưới mình có đăng ký kết hôn cho em? Dạ có, đầy đủ. Hai vợ chồng em đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Dạ kết hôn được 6 năm rồi. 6 năm trời hả? Dạ. Yeah. Trong quá trình 6 năm trời đó là vợ em á có làm cái điều gì khiến em phải buồn không? Quen mạng trên mạng, quen mạng ở trên mạng nè. Rồi cũng 3-4 lần rồi em cũng tha thứ để nuôi con đó. Rồi tưởng đâu tha thứ là xong rồi, tới em đi làm rồi ẵm con đi mất tiêu luôn. 3-4 lần đó là cái thời gian mới đây hay cái thời gian dạ, trước cũng kia? Khoảng năm ngoài nay anh. Hơn năm trời rồi. Dạ. Trong quá trình hai vợ chồng chung sống với nhau em có làm cái điều gì cho khiến cho vợ em buồn không? Dạ không, em đó giờ là không đánh đập vợ luôn. Có đánh không? Dạ không, em làm xe cuốc rồi đi mặn 50 ngày em về một lần vậy đó anh. Có nhậu nhẹt không em? Dạ có. Nhậu nhẹt có lầy lội hoặc là có về có la vợ con gì không? Dạ không, nhiều khi vợ chồng nhau cũng có cự qua cự lại 1 tiếng 2 tiếng là em bỏ qua xà lan à. Chứ em không đánh đập gì. Vậy là công việc của em phải làm xa nhà? Dạ. Vậy là 5 bữa nửa tháng về lần? Dạ. Ôi trời đất ơi. Công việc đó lâu chưa em? Em làm cũng mười mấy năm anh. Mười mấy năm hả? Dạ. Vậy là cưới vợ về cái là phải tiếp tục công việc như vậy luôn? Dạ. Còn vợ em ở nhà làm gì? Nội trợ ở nhà không anh? Là chỉ nhà chăm con cũng như là dọn dẹp nhà cửa? Dạ. Vợ chồng em ở đông người không? Có ở chung với cha mẹ không? Dạ ở chung cha mẹ với em à. Có 4 người với con 5 người à. Là mình có nhà rồi đúng không ạ? Dạ. Nhà là nhà ở tại tỉnh nào? Dạ xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi anh. Cà Mau luôn? Dạ. Vậy là hai vợ chồng em cùng quê mà? Dạ. Vậy là nhà cửa đầy đủ sang trang hết? Dạ. Còn em thì đi làm để kiếm tiền lo kinh tế. Từ khi nào là em bắt gặp được vợ em là thay đổi? Cả năm trước anh. Là năm trước là em bắt 3-4 vụ lần liền luôn. Bắt là bắt cụ thể là bắt về hình thức bắt như thế nào? Bắt điện thoại, nhắn tin đồ đó anh. Nhắn tin nhưng mà nội dung tin nhắn là như thế nào? Vợ chồng chồng á. Ôi trời đất ơi. Dạ. Nhắn với cái người đàn ông khác? Dạ em điện thằng đó nó bắt máy luôn mà nó không dám trả lời em. Em có biết được cái người đàn ông kia tên gì không? Dạ không, mà em có hình ảnh. Có quê, biết được quê quán ở đâu không? Dạ không luôn. Vậy là vợ em ở nhà hay chơi mạng xã hội lắm hả? Dạ. Chơi chủ yếu là mạng nền tảng gì? TikTok với Facebook. Vợ em có lên like hoặc là có đăng hình gì đấy không? Dạ cũng có suốt, không có like mà có đăng hình lên TikTok đó. Cái thời điểm ban đầu á, lần đầu mà em bắt được như vậy á, vợ em có lời nào giải thích với em không? Dạ cũng có nhận lỗi em. Buổi đầu cũng có nhận lỗi được 2-3 lần đó là có nhận lỗi em kêu em tha thứ thì em cũng tha thứ. Rồi tới 2-3 quận sau, nói chung cũng 5-6 quận á, là cũng không xin lỗi em mà đòi thôi em không à. Dạ. Vậy là vợ em ngấm rồi. Dạ. 4 lần rồi hả? 5-6 lần. 5-6 lần. Dạ. Mà ba lần trước thì có xin lỗi nhận lỗi em tha thứ để ở lại nuôi con thì em cũng
cũng tha thứ. Rồi tới 2-3 lần sau là người lớn lên luôn á, là nó không chịu ở lại, nó cũng đòi thôi không à. Dạ. Người lớn lên luôn rồi hả? Dạ. Vậy là lên nói chuyện với chú luôn hả chú? Đúng. Nhưng mà tại sao mình biết được cái như vậy, tại sao em không dừng lại luôn? Đấy, mẹ em thương cháu nội á, rồi cũng không muốn vợ chồng cho tan rã. Rồi để gán hàng gắn lẫn nhau. Mà thì tới hàng gắn rồi, bà vợ thì cũng chấp nhận là để hàng gắn lại hết. Rồi nó cũng nín thinh nè, rồi hàng gắn trong vòng 10 bữa đó là nó bỏ đi luôn á. Một người giữ, một người đi thì em không bao giờ em giữ được đâu. Dạ. Giữ được người ở, không bao giờ giữ được người đi em ạ. Dạ. Thì em cũng cầu mong lên đây là em kiếm con em về à. Tức là tới giờ phút này là em còn thương vợ không? Dạ không. Nhưng em mà thương rồi, đúng dạ, không? Em chú ý lên làm chú ý kiếm con em về em nuôi. Khổ rồi đấy. Mình đi làm như vậy là mình mỗi lần về đó mình có quan tâm vợ con nhiều không? Dạ có. Mà từ lúc nó quen rồi là vợ chồng sống không còn như lúc trước nữa. Đúng rồi, ngấm rồi mà. Em cũng phải hiểu như thế này này. Bởi vì á, bản thân em thì rất mong muốn em đi kiếm tiền để lo cho vợ, cho con, cho gia đình. Em không nghĩ đến cái chuyện khác. Em tin tưởng vợ, đúng không? Nhưng mà tiếc rằng là vợ em ở nhà, vợ em lại không một lòng một dạ với em. Em phải nói cho thật. Tính tới giờ phút này là vợ chồng em chung sống 6 năm trời, em có ra tay ra chân với vợ lần nào không? Dạ không. Em có là người đàn ông tốt không? Là người chồng tốt, là người cha tốt không? Nói chung là nhiều khi vợ chồng mà lúc xảy ra cốt chuyện đó, là nhậu về, em nhậu về rồi, ví dụ vợ chồng nó không còn được vui vẻ, là em cũng cự qua cự lại. Gọi là mình còn nhớ trong đầu những cái hình ảnh, những cái nội dung đấy đúng không? Yeah. Mình nhớ kiểu mình khó chịu đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà em không giờ em đánh vợ em bật tay luôn á. Em cự qua cự lại là em dột xuống xà lan mở à. Vợ chồng em nói thật bây giờ tới giờ phút này là không thể ở được với nhau nữa đâu. Anh nói thật luôn. Bởi vì vợ em bây giờ là trong tư tưởng tâm trí là đâu còn hình bóng của em nữa đâu. Nếu thật như em chia sẻ nhá. Nhưng mà vợ em lần này đi mà ẩm theo con mà đi theo người ta thì anh thấy hơi kỳ lạ. Con của em là con trai hay gái? Dạ gái anh. Gái mấy tuổi rồi em? Dạ năm em. 5 tuổi. Vậy là chuẩn bị sang năm là bước vào lớp 1 rồi. Nó học mầm non được 2 ngày là bắt đi luôn á. 2 ngày là bắt đi. Dạ. Con gái là mến ai nhiều? Dạ nó mến em nhiều. Tại vì em đi mặn lâu lâu về là nó ngủ chung với em không à, nó đeo em không à. Vậy là bây giờ là tới giờ phút này là em hết thương vợ. Cái chuyện đi lần này em có thông báo cho gia đình bên mẹ vợ em biết chưa? Dạ em thông báo bên vợ em hết trơn rồi, ngoài xã mà bọn em thông báo hết luôn. Vợ em đi là ngày nào em nhắc lại nào? Dạ ngày 19 mùng 9 tháng 8 lịch. Ô trời đất ơi, mùng 9 tháng 8. Mà nay đã là mùng 6 tháng 11 rồi. Nay tháng 23 ngày. Sao lại tháng 23 ngày được? Mùng 9 tháng 8 một tháng này, mùng 9 tháng 9 một tháng, mùng 9 tháng 10 một tháng này. Tính là âm lịch. À, tức là mùng 9 ngày âm hả? 9 âm. Dạ dạ chú, dạ. Vậy là hơn tháng trời, gần 2 tháng rồi. Nay tháng 23 ngày. Dạ. Là mình không có một cái tin tức cái gì luôn hả em? Dạ không. Bây giờ em đang lo sợ điều gì? Em chỉ sợ những cái em đi theo chồng ấy bị hiếp thôi. Cái lần sau đây em bắt gặp là bắt gặp cùng nhắn tin điện thoại hả? Dạ. Là vẫn một người đàn ông đấy hay là người đàn ông khác? Cái thằng này sau này là thằng đó không á? Là một luôn. Dạ. Vậy là chứng tỏ cái mối quan hệ của họ vẫn kéo dài và vẫn duy trì. Dạ. Đàn ông phải mạnh mẽ cố gắng anh em ạ. Mình tha thứ, nếu mà mình tha thứ, các cụ có câu là quá tam ba bận, đúng không chú? Có thể là cái duyên vợ chồng đến đây là hết nhá. Mình cứ nai lưng mình đi làm, em thấy không? Đâu phải đi làm nhiều, đi làm kiếm nhiều tiền là tốt đâu. Cứ nai lưng đi làm. Và cuối cùng thì như vậy. Em hãy nói một cái điều gì đó với vợ của em đi, trên video này đi, để hy vọng vợ em quay về gặp em để giải quyết cái chuyện gia đình. Còn con ai nuôi là cái việc đó là chắc chắn phải ra tòa rồi. Bởi vì có đăng ký kết hôn, phải ra tòa để tòa bên tòa án quyết định nhá. Rồi em nói chuyện với vợ em đi. Em chỉ là làm sao mà nuôi cho con em, hay là nó chấp nhận nó bắt con em đi rồi thì ráng nuôi cho con em, nếu mà nuôi không nổi thì trả về cho em nuôi. Buồn không? Thật sự rất buồn đúng không? Bây giờ chắc em suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ con của em, bây giờ hai vợ chồng em mà ly dị bỏ nhau đi,
con của em chắc chắn là sẽ phải là một thì mất cha, hai thì mất mẹ. Ở với người này thì thiếu thốn tình cảm của người kia. Rồi sau này thì em nó còn trẻ, vợ em còn cũng còn trẻ, lại có gia đình mới. Đó là cái điều thật sự không ai mong muốn. Rất là buồn đúng không ạ? Em có lời nào em muốn tâm sự với con em không? Em nói chuyện với con em đi. Nói chung cũng nhớ lắm. Nhớ đúng không? Em có lời nào em muốn nhắn nhủ tới gia đình nhà bên vợ không? Em không biết sao luôn, tại bên vợ em điện rồi cũng không bắt máy nha. Không bắt máy hả? Nhưng mà mình sống mình có đối xử tốt với vợ con không? Trước giờ mình có làm mất lòng gia đình bên vợ không? Dạ không. Tức là mình vẫn khẳng định rằng mình đối xử tốt với vợ con đúng không? Dạ. Bên vợ em lại mất lòng với ai á? Mạnh mẽ anh em. Anh biết em đang khóc, nhưng mà em khóc không phải là vì em yếu đuối, mà em khóc vì em đang rất thương con em đúng không? Dạ. Yeah. Chuyện gì đến nó cũng đã đến em ạ. Vợ chồng bây giờ nếu mà như vậy rồi, tức nước vỡ bờ rồi, không thể tiếp tục nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi, giải thoát cho nhau. Nhưng mà anh mong rằng là chia tay cũng trong vui vẻ nhá. Yeah. Để cho bé nó có cả cha là mẹ, mẹ đến thăm. Ở với em thì mẹ nó đến thăm, còn ở với mẹ nó thì em đến thăm cũng vui vẻ. Mình cái chuyện người lớn có thể là mình giấu kín đi, mình cũng đừng làm lớn chuyện trước mặt con trẻ, tội nghiệp nó. Chú có lời nào chia sẻ không chú? Tôi chỉ muốn là mong kiếm được như cháu nội đem về cho nó học hành, rồi sợ nó đi với mẹ nó rồi ở xa hương rồi cực khổ. Ý muốn đem cháu nội về cho nó học hành rồi. Buồn đúng không chú? Chú con đã từng nói chuyện với thời gian gần đây á, thời gian từ khi con dâu với lại cháu nội bỏ đi á, chú có nói chuyện với bên nhà Xui Gia không? Có chú tới, như chú như nói. Bên Xui Gia có tiếp đón đàng hoàng không chú? Có nói chuyện... Nói chung cũng nói cũng đàng hoàng mà, nói chung là chuyến này đi lên nhờ trên cộng đồng mạng kiếm dùm tiếp. Rồi ban đầu hợp đồng nó hứa cũng đi, rồi sao đến ngày đi, tới ngày hứa bao che đi đó, rồi sao bên bệnh bên... Bên Xui Gia thì trẻ trẻ không chịu đi. Rồi đằng này hai xe con đi hơn. Chú hãy nói một cái điều gì đó với con dâu của chú đi. Ừ, cha nói với thơ chỗ này. Thôi, con hết duyên hết nợ với bảo á. Thì cha cũng cầm cảm, nhưng mà phải giữ tranh đủ ở đây cũng bảo đi về. Để cho ở với bên nội nó cũng được, ở với bên ngoại nó cũng được, để về. Nó cho cháu biết rồi. Chứ mà đó giờ nó 5-6 tuổi rồi mà nó ở với cha không, con thấy nó mới không nổi bà nội cỡ nào mà con đem nó đi gì. Thì con cha cũng không, con mà đem về cho cha bà nội nó nuôi nó để cho nó học hành rồi. Mà cha mong điều đó thôi. Ông nội thật sự bây giờ rất buồn, khóc nhớ cháu nội. Đây là một cái nỗi đau của bậc làm cha mẹ đấng sinh thành. Bản thân chú chắc chú rất buồn, bởi vì chú không nghĩ tới giờ phút này cái chuyện mà hôn nhân của con trai của chú phải đổ vỡ như vậy đúng không ạ? Đó là cái điều rất đáng tiếc. Hy vọng rằng là em gái, nếu em có xem được video này ngày hôm nay, ba chồng cũng như là chồng của em về đây nhờ các anh các chú đổ dịp xỉn xanh ngại đi tìm em, thì mong rằng em đang ở đâu đó thì em phải sớm quay trở về để giải quyết chuyện gia đình. Nếu tới giờ phút này thật sự như cái câu chuyện mà chồng em chia sẻ là em đã có cái người tình bên ngoài, em không còn thương chồng nữa, thì em cũng phải về nói chuyện rõ ràng. Bởi vì dẫu gì thì hai vợ chồng em cũng có đăng ký kết hôn, nên mà mình muốn chấm dứt chia tay với chồng thì phải đường đường chính chính mình ra tòa để mình ly dị, rồi đường ai nấy đi. Và đặc biệt phải chia tay trong vui vẻ để mai mốt là con của em nó đỡ buồn về cha mẹ. Hiện tại bây giờ thì chồng của em cũng như là ba chồng của em rất là lo lắng. Lo lắng bởi vì sao? Lo lắng bởi vì bây giờ em ẵm cháu nội đi, mà đặc biệt rằng con của em mới 5 tuổi mà đi ra bên ngoài chưa biết được là như thế nào. Và đặc biệt rằng là bây giờ rất lo cho bé trong cái thời gian chuẩn bị là đi học để sang năm bước vào lớp 1, một cái tương lai, một cái hành trình của bé. Nên mong rằng là em gái xem được video này hãy suy nghĩ lại, còn thương chồng hay không cũng phải quay về để mà giải quyết cái chuyện gia đình nha em gái nhé. Cái sự việc của chú cũng như là của em trai thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chú nha.
Em trai nha, thì hôm nay hai ba con về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội. Với mục đích chính, chú thì tìm con dâu và cháu nội, còn em thì tìm vợ và con để về giải quyết chuyện gia đình. Thì hai cha con có đồng ý cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con dâu cũng như là cháu nội mình về không chú? Dạ, công nhận. Em đồng ý tìm vợ và con em về không? Dạ. Rồi con chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và mong rằng em trai phải cố gắng hết sức bình tĩnh nha. Dù có chuyện nào đi chăng nữa em cũng phải thật bình tĩnh nha. Còn em mất bình tĩnh là thua toàn tập nha. Mình đến với nhau hạnh phúc vui vẻ thì mình chia tay cũng phải vui vẻ và hạnh phúc. Em hãy nghĩ về đứa con của em. Tuyệt đối không có những cái suy nghĩ bồng bột và những cái suy nghĩ tiêu cực nghe không? Nha, hãy nghĩ về đứa con. Dù gì cái chuyện nó đã lỡ như vậy rồi nha. Rồi cố gắng nha. Rồi con xin phép chào chú, chào em trai, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.